Dạ thưa kênh Tùng Nguyễn miền Tây, mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. Và Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú một ngày mới thân tâm thật là an lạc. Và con chào cô Sáu và có thay mặt khán giả cảm ơn cô Sáu rất là nhiều. Và con chúc cô Sáu có sức khỏe nhiều để đọc cho cô chú bác trong và ngoài nước nghe ạ. Và hôm nay con có nhân viên con quay lại nhà cô Sáu. Còn nhà cô Sáu là đọc cùng con cái cuốn là Tình Sử Hàng Thế Châu của dì Ba. Dạ con mời cô Sáu ạ. Mấy giờ lên văn ông không à, bữa nay đổi ra văn bà. Dạ ông mà bà tới con ngày mốt tới cháu. Bà tới con. Bởi vậy con thấy không, thầy ổng chỉ có sai không, ổng cứ coi trong muốn tập cái cơ của ổng thì coi trong kinh sấm thi thơ trong chú ấy nè, trọng yếu con thấy con đọc cái lý thuyết cho nó, con thấy không, ông nói như vậy cũng giáp vòng tròn hết rồi. Dạ. Bữa nay chia sẻ văn của bà, cái này là cái tựa là Tình Sử Hạng Thế Châu, và cái tích này là cái tích của bà Chúa Đảo ở Phú Quốc. Dạ. Con nghe cái tích này hay lắm nè cô Sáu. Dạ. Có người ở nước Simla làm quan thừa tướng tên là Đỗ Công, giỏi văn thao lược lão thông, sánh đôi Đàm Thị cũng dòng trăm anh, không trai nối hậu lưu danh, sớm sanh một gái hiền lành đoan trang. Xin vương ngự ngữ ngai vàng, truyền đòi thừa tướng nghị bàn việc công. Chỉ truyền phải đến săn rồng. Đỗ ông nghe nói, trong lòng ngại nghi, hậu đường bàn giới thế nhi. Vua đòi chẳng biết việc gì duỗi mai. Đàn thị bà mới thưa rằng: thiếp nay đã biết chuyện nay bất thường, con mình là gái má hường, thân danh lão đã gọi Đỗ nương lấy chồng, sớm mai nó nói như như vậy, chăng còn khi khuyết khi đầy khi dơi, thân con ắt có đổi giờ đổi đời, chơi vơi trời nước giữa đời nhân gian, người sanh trong cõi trần hoàng, biết làm sao khỏi tai nạn về sau, nên lòng con trẻ xót đau. Ắt là việc nước xáo xào rồi đa, mẹ nên thưa lại với cha, ở ngoài nếu mất nước nhà chẳng yên, có quan nguyên soái đương quyền đem quân trấn thủ cho yên cõi bờ, sợ người chém tướng đặt cờ, nếu không họ chế biết nhờ cậy ai. Ông này ông chế chế mặt đa, Dạ. ông thừa tướng hứa gả cho cô Đỗ nương cho ông này nè. Cái tích này con chờ lâu lắm rồi, hay lắm. Xin cha, con đà đáng trước chẳng sai, xin cha ta quyết bệ dây chữ truyền, bãi nam sắp lắm giang biên, địa đầu tam trắng giao quyền sái gia, nếu vua có hỏi ý cha, cha tao để chế mặt đa thủ thành, con mình nó nói đã rành, chắc là bàn việc giữ lành chớ chi. Đỗ Công liền mới nói: thì con mình sao nói lạ kỳ dữ, ai vua đòi lão đến chào ca, chuyện cần là chuyện quốc gia chắc rồi, vua đòi chẳng khá lôi thôi, tới chào sẽ liệu, để tôi tấu trình nói rồi vào cho chốn triều đình. Vua liền phán hỏi việc binh ở ngoài, quan triều năm tới quyền quay, đem binh đạt ải biết ai thủ thành, nước ta có đủ báo lành, biết tay anh dũng giữ thành giang biên. Đỗ Công đặt gối tâu liền, muôn tâu bệ hạ chỉ chuyện mặt đa. Này ở nước Sim. Sim là Thái Lan phải không cô Sáu? Không biết phải Thái Lan không biết. Chàng là một kẻ tài ba, sai chàng giữ ải ắt là vạn sang. Sim Vương phán trước ngay vàng, mặt đa giống thiệt một chàng trai tơ, chỉnh e chẳng rõ thời cơ, tuy làm nguyên soái nhưng khờ lắm thay. Thủ thành chọn kẻ tài hay, võ văn đều phải gồm tài mới xong, mặt đa chẳng chẳng bằng lòng.
tuổi còn quá trẻ chắc không được rồi, chọn ai biết cách thu hồi thì là bệ ngọc chậm ngồi mới yên, những người chắn giữ giang biên tỳ cơ lợi hại như nhiên mới là, chứ còn nguyên soái mặt đai võ thì đủ võ, văn đài thiếu văn làm sao đất nước an bằng, khỏe thông đảm lược võ văn gồm tài, Đỗ Công quỳ xuống thưa rằng thưa rài, hạ thần đây đã biết tài mặt đa, cuối sinh bệ hạ truyền ra bắt chàng chẳng thủ, ắt là bình yên. Vua nghe sắc chỉ ban liền, mặt đa phải chắn giang biên giặc loạn, mặt đa được lệnh bệ vàng tới chào lãnh thỉnh thánh hoàng gia binh. Đỗ Công xem thấy tướng hình tướng đường một vị cầm binh anh hào, nên ông mến chuộng tài cao, muốn cho con trẻ đặng trao viên hài, rõ ràng lẫm liệt cái râu mài, con ta mà gặp mới hẹn ngày sánh đôi, hỡi này nguyên soái ngày ôi, nước nhà nay đã gặp cái hồi lâm nguy, ngày đem quân giữ biên thùy, chúc ngài đắc thắng đến kỳ khải ca, bể nương sở tác sơn hà ra tài gìn giữ, nước nhà an khang tôi xin hứa trước chào đàn, đủ điều văn võ hai hàng oai nghi, có vua nghe đang ngự đơn kỳ, nếu ngài dẹp vạch biên thì bình khương, tôi đây sẽ gả đổ nương cho ngài kết đạo với tàu khương vợ chồng. Vua nghe liền mới phán rồng hám hồng, nói ra lòng dữ lấy lòng mà mới hay, võ văn hãy khá nhớ rài, khải ca chẩm sẽ chọn ngày qua đăng. Mặt đan liền mới tâu rằng, muôn tâu bệ hạ làm mà bằng cho tôi, hứa rồi chắc chắn là rồi, xin đừng nói sụt nói trời về sau, bây giờ tôi phải mau mau trước lo việc nước rồi sau việc nhà. Nói rồi chàng kéo binh ra biên thùy, chắn thủ giặt cái đà phủ dây, nhắc qua Đỗ Thị lúc này lòng càng áo não, chẳng khuây cõi lòng, cha đàn hứa trước ngay rộng, có vua làm chứng thiệt không dễ gì, ngẫm ra là phận nữ nhi khó câu phu tướng phụ tỳ giữ a, dù cho nguyên soái mặt đa sánh viên tơ tóc với người ta cũng màu ngạt, cái ta là đa cảm mà đa sầu, làm vợ nguyên soái thì đâu được nhàn. Nói rồi ra trước công đàn, thương cha con trẻ chẳng an trong lòng, biết rằng gái phải lấy chồng, riêng con thì muốn thông dong một mình, vui cùng gió mát trăng xinh, nước non phủ chí thả tình nữ nhi, còn câu phụ tướng phụ tỳ, chồng kêu dạ dạ có gì vui đâu, con e thêm thảm thêm sầu, người người nhớ lại thăm bao cha à, tài chi ngày chế mặt đa phụ thân lại dội gã mà con đây. Đỗ Công mới nói như vậy, con lo chi cái chuyện này vậy con, tuy là hứa trước cái bể son, nhưng mà lời nói sẽ mòn sẽ phai, người đi trắng ải mài mượn con cậy tướng ra tài nam nhi, không con tướng giữ biên thì nào ai hết giả phù trì gian sang, cậy con là gái dung nhan, đặng cha gạt tướng giữ yên cõi bờ, tại con còn nhỏ dại khờ, lo chi cái chuyện hứa sơ với người. Đỗ nương nghe nói liền cười, cha nói với người lời nói quá to, nên con phải sợ phải lo, đưa tay xuống biển để mò được kim, con nghe lời nói khó tìm, đắc nhân nhất ngữ thắt kim là thường, cha làm mà thừa tướng chào đường, nhưng lời cha nói phải thường sao cha, một lời mình đã thốt ra dù sanh đủ tử cũng là phải cam, con e miệng thế lưỡng đàm, chứ làm thừa tướng đành cam số phần, dùng mưu gạt tướng vô ăn người liều sinh tử, đem thân chiến trường rủi mà đứt cổ bỏ xương, còn chi anh dũng đảm đương kiệt hào, cha làm thừa tướng chức cao.
Đọc cái này hơi mệt à. Chữ quá nhỏ. Dạ. Thốt ra lời nói có nào mắc đâu, cha ơi cha hãy nhớ câu, người đời sống có bao lâu cha, à tục có rằng gì, hôm chết để gia, người chết để tiếng, có mà ngành nào sai. Con ti là gái nhi hài, lòng con ái ngại đắng cay lo sầu, dù cho biển quá nương dâu, là hứa nào có mắc đâu vẫn còn, tưởng cha chọn tướng cho con, mượn con gạt tướng thì còn tội, còn tội thêm. Con e họ chế thù hềm thì là nổi loạn lại thêm giặc nhà. Đỗ công ông mới nói ra, nếu con ưng chế mặt đa làm chồng thì là đẹp phận cưỡi rồng, nếu con mà chẳng bằng lòng sánh duyên thì là cha tính cũng yên hơn. Hơi nào mà tuổi mà phiền mà lo, con hay suy nghĩ đắn đo, dễ lượn rúng biển khôn bây giờ đáy sông. Tuy là hứa trước bể rồng không chi làm chắc, con hồng biết chăng nào đâu có giặt làm bằng, phải chi có giặt chắc rằng không phai. Nói ra như gió thổi ngoài, nói rồi thì mắt còn hoài hay sao. Tổ nương nàng mới nói mau, cha nói như vậy còn nào mà à, có nào mà xong. Nói ra lòng dữ hay lấy lòng, có vua làm chứng thì không phải thường. Con tuy là gái nhiễu nhương, nhưng mà cái tính can cường, cha ơi nói ra lời phải giữ lời, dù sao cũng chẳng đổi giờ lời khoai. Cha làm quan lớn bệ dai, nói ra dù đến ngàn ngàn ngày còn nguyên. Con xin thân phụ đừng phiền, lời cha nói đó còn nguyên mắt nào. Đỗ công ông mới nói mau, đổ nương con chớ hổm hào với cha. Phước dư tổ phụ ông bà nên con mới gặp mặt ra anh tài, thiệt là cao quý lắm thay. Con còn nói nữa, cha rài tâu vua, thiệt con là kẻ quê mùa. Nếu con mà bị đức vua mời hầu, làm mà cho cha mẹ thêm rầu, chắc làm một hoàng hậu long lâu con à. Một năm mới đặng về nhà, giếng an sức khỏe mẹ cha nội một kỳ, bao quanh mỹ nữ cung phi, mà đâu nào có vui gì đâu con. Đỗ nương nghe nói khóc ngon, cha mà nói vậy ý con thêm phiền. Muốn hay sao thanh tĩnh tự à, như tiên vui vui chung tám cõi, xưng riêng bốn mùa nào màng chồng tướng chồng vua, cuối lòn dưới chướng à, chịu thua râu mài. Nói rồi nàng mới lui hài mặt đa, đắc thắng đến ngày khải ca. Về ngày chiều tâu với vua cha, hôm nay yên giặc à, mặt cái đa hồi chiều nó hai chữ nó muốn liền lại nhau. Này chữ nó nhỏ quá. Vua liền khen gã tài cao, truyền cho văn võ cùng nhau đến mừng. Chiều thằng vui tựa ngày xuân, truyền hàng phụ nữ đến mừng sái gia. Từ con văn võ trong tòa đến hàng tam cấp, cách nhà văn ban tiểu thơ, các cấp các chàng đến mừng chúa tướng khai khải hoàng ban mai. Đỗ nương nghe lệnh châu mài, mai này thì đã đến ngày rồi, đa đến mừng nguyên soái mặt đa. Phải chi duyên một của mình ta nói gì, này là cả bọn nữ nhi ai ai cũng phải ra đi đến chiều. Nói rồi nàng mới đi mau, đi đến giữa chiều tâu với Xiêm Vương. Tâu đây giống thiệt đổ nương đến mừng nguyên soái biên cương mới về. Xiêm Vương nghe nói cười hài, chẳng là chẩm đà ban chiếu chỉ phê để rồi nàng cùng nguyên soái sánh đôi. Trai tài gái sắc đứng ngồi rất xinh, mặt đa xem thấy đẹp tình. Cảm ơn Xiêm chúa chịu đình sắc ban, nhìn nàng thiệt sắc cái dung nhan. Tâu vua cưới gấp hiệp đàn nhân viên, đổ nương tấu về liền.
về nhà hết sức cái than phiền vào nha, đặng thị xem thấy hỏi qua con đi mừng chế mặt đang trở về cỡ sao mặt ủ mà mày ơi, nói cho mẹ biết có hề chi chăng. Đỗ nương liền mới thưa rằng cha con định nghĩa xích thằng con cho con, nên con lòng dạ héo von, đời con như thế biết còn nói sao. Làm người nặng nợ trần lao gẫm công phận gái biết sao, bây giờ con ti làm gì cho tiểu thơ. Lòng con phiền não ngẩn ngơ, mẹ à cha con tâu dưỡng trào ca gửi con cho chế mặt đan đã rồi. Ti làm nguyên soái cao ngôi nhưng mà giết cái tướng ôi thôi là nhiều, nên con mới có buồn này hiu. Nghiệp của người càng tạo càng nhiều nhân duyên, bàn rằng con trẻ đừng phiền mặt đa có đủ binh quyền con ơi. Thốt ra một tiếng tức thì hàng muôn kẻ dưới nghe lời đó, con xin con đừng có héo hon. Làm vợ nguyên soái thì còn ai qua, đổ nương nghe nói thở ra thế thì cả mẹ cả cha bằng lòng. Có chồng rạng mặt cái tổ tông, nếu mà đặng vậy má hồng mà nào chê thôi thì con cũng xui bề. Để cha với mẹ định bề nghi gia, làm con nào dám cãi cha sợ sao gã chế mặt đa phụ hoàng. Nhưng mà có lĩnh phụ hoàng chắc là con cũng thăng an sau này. Con xin trở lại lầu tay học thêm văn võ sau này phòng thăng. Nói rồi nàng mới lưu chăn về phòng bàn tính xa gần thăm bao. Bảo nương có bốn con hầu này nè, bốn hầu này chung tình lắm à. Đống cây đống bè đang trốn đi nè. À, cũng như vậy võ nghe văn gồm đủ nên nó đành hầu hạ phò nàng. Đổ nương thấy nàng tuôn đổ mắt hường, bốn nàng liền mới bài tường sợ duyên. Tiểu thơ sao lệ tuổi phiền, chúng tôi xem thấy chẳng yên trong lòng, hay là có việc bắt đầm tiểu thơ mới có phiền lòng hay chăng. Đổ nương liền mới nói rằng chúng ta có việc chọc cái chàng tâm can, cha đà định nghĩa tàu khang duyên. Duyên ta phải kết cùng chàng mặt đa quyền binh thống lãnh chăng hà. Trừ gian dẹp loạn cũng là nên danh, thế mà ta chẳng lòng đành. Biết rằng họ chế tài lành không ai, không ai trăm năm khó gặp trai tài. Cũng là đẹp mặt đẹp mày nữ lưu, nhưng ta mãi mãi lo muốn sao danh dạng như nữ lưu chói là. Nếu về dưới chế mặt đa sao lên nhất phẩm gọi là phu nhân, cuối lòn võ tướng binh thêm hờn, muốn sao danh dạng cho hơn mới màu. Làm vợ nào khác làm hầu, gặp có chồng giả giả cúi đầu hết hơi. Suốt đời làm mãi vật chơi của chàng nam tử ở nơi quê phòng, lỡ sanh ra mặn phẳng má hồng, khó chen giai giới đàn ông quá chừng. Muốn sao vượt biển lên rừng cầm cương lên ngựa ra quân dẹp làng, muốn sao dẹp đem chí đảm đang một mình một cõi, chẳng màng phục ai. Bởi vậy ra ngoài làm chúa đảo một mình một cõi mà. Nếu mà tôi gặp cái duyên hài làm sao cho khỏi bàn tay bế bồng, dài dò nơi chốn khuê phòng không ra khỏi ngõ, thử lòng mà buồn chăng. Muốn ở sao lưng túi hay gió chăng, năm thành đạp đổ cho bằng mớ âu. Xưa người ở đất cái giao châu vốn mà gian giao chỉ, báo màu biết bao chân dương là gái mã đào ha, chỉ so sánh á. Đánh quân nhà Hán có nào thua ai, làm gái đừng để thua trai. Muốn ra sức gái đủ tài giỏi văn, bốn cô tiểu tắc thưa rằng tiểu thơ mà chẳng có bằng lòng ân thì là giữa cái biển băng rừng có hòn bát đảo lối chừng xa xa. Muốn không ưng chế mặt đa tiểu thơ vượt biển sang qua hòn này, chung quanh thì đá với cây, dưới thì nước biển, trên mây của trời.
giữa lòng mà biển bạc cái khơi khơi có hòn cái đảo tuyệt cái vời như tranh, mình đi đến đó ngay lập thành một ngôi nữ chúa. Truyền danh cô à, cô là một gái tài ba, lẽ nào thất phục mặc cái đa làm gì? Chúng tôi ti bọn nữ tỳ cũng là biết việc cái tỉnh à, thạnh suy cõi trần, kém gì cái bọn nam nhân mà đi loàn cuối hiến thân cho người. Xét ra cũng thấy hổ ngươi, tôi mỏi cho người hổ mặt cái thiền quyên. Đỗ nương nghe mới hỏi liền, đây là hải đảo à, đi thiền phải không? Ắt là đi chẳng có xong, ta đây từ bé vốn không biết chèo, đi buông không biết kéo neo làm sao, coi lái hạ lèo mà đi, cứ theo địa thế mà suy. Hải đảo thuộc đất của thì nước ta, thị nữ liền mới thưa qua, ấy nước chăn lạp cô mà biết đâu, đất mình hải khẩu vua thâu, đến hòn hải đảo có đâu mà gần. Nếu mình mà muốn ẩn thân đến hòn hải đảo có phần phước duyên, khác nào là một cảnh tiên ra tài phục à, thục nữ đón thiền thương buông sẽ vui hết có phiền buồn. May mà làm mà đặng nên tuồng nữ dương, tạo ra tướng mạnh binh cường. Bốn chị này cũng hăng lắm. Đi chung với thì bốn chị này là đóng cây mới cách bè lại đi với thì, cái với cô Đỗ Nương nè, ra ngoài mới làm bá chủ rồi nè, đi ra Phú Quốc phải không? Ừ. Sao? Thì là chừng đó hết nó nhường Nam Nhi. Đỗ Nương liền mới hỏi thì nếu mà vua chăn lập chuyện ni hãng tàn người đem binh đến muôn ngàn thì ta khó nổi thân an sau này. Nữ tỳ mới nói như vậy, cô chưa thấu hiểu tôi đây hãn toàn đó là một cái đảo quan của vua chân lạp, ai màng mà chi nào đâu mà có báo gì xưa. Bên Trung Quốc tướng thì nhà Minh, ấy thời chia sẻ hai kinh nhà Thanh với lại với nhà Minh tranh giành, tướng Minh thua tướng nhà Thanh, đem binh vượt biển ghé thành Quy Nhơn. Vua Nam xem thấy lòng hờn, bảo ra hải đảo tạm chân ngụ định. Đàn bố liền mới đem binh ra hòn Phú Quốc tạm đình nghỉ ngơi ít lâu, coi lại thời trời đem binh đạt thổ khắp nơi biên thì vua nhà Chăn Lạp có kinh nguy. Vua Nam sai tướng đánh thì quân Minh, chúa ta cũng tiếp cứu binh. Đàn bồ thánh hại bỏ mình dông thân, hiện giờ có một số dân sống nghề săn bắn dán thân đảo này, nhưng nhiều dòng máu lắm thay. Nếu cô muốn biết sang ngay thì tường từ đây đến đó xa từ đường mặt nửa tháng trường mới đến tận nơi. Thế nên tôi mới bày lời cho cô nghe rõ tùy thời ý cô. Nếu cô muốn lập quy mô thì ra đến đó cơ đồ dựng xây Thế Châu, đổi lại cái tên này gọi là họ Hạng, tạo cái gầy giang sơn đặt lại là Hạng Thế Châu đó. Dạ. Chúng tôi thì cũng cải trang mặc đồ nam giới băng ngàn mới xong, mình nên làm mặt cái đàn ông cho người lạ mặt khỏi phòng phá trinh. Đỗ Nương nghe nói làm thinh, hồi lâu nàng mới sự tình phân qua, ta người ở nước Simla lẽ nào cãi họ. Xét ra cũng kỳ, xưa người ở đất Cao Ly vốn làm nữ chúa, chỉ vì thằng dân mà không biết xét biết phân, không suy không nghĩ nghĩa ăn trọn niềm. Nàng tên là Hạng Nam Kim, gái mà Trung Quốc nổi niềm Lý Nhân, còn người ta là gái Hồng Quần. Nếu theo họ Hạng thằng dân phê bình, thiếu chi là họ lịch sinh. Cải họ của mình thì cũng mà đẹp thay, thị tỳ liền mới thưa rằng sợ là tao sợ người hai mà làm muốn đi
biệt cái tích biệt tâm cái tên cái họ ai nó lặng cho ra đổ nương mới nói hay ai như vậy thì tiện cho ta vô hồi thế nên như vậy xong rồi còn là câu hiếu thảo ai bồi cho ta làm con cãi mẹ cãi cha chính chỉnh nó khôn thế sự chẳng ra con người lưu danh cho hậu thế cười làm người để lỗi đạo người hay sao nào ơn chính chữ cù lao tam niên ngũ bộ biết bao công công trình ngày nào ta có thân hình cũng nhờ mẫu huyết của phụ tinh mà thành làm sao cho rạng thanh danh đền ơn cha mẹ sinh thành thở xưa nữ tỳ xúm lại liền thưa cô mà nói vậy cũng chưa có rồi làm người thiệt khó lắm ơi lựng điều hiếu nghĩa có rồi lắm mà đa làm con muốn trả thảo cha thảo ba có nhiều tư cách cô mà biết chăng nếu mà theo lưng lý đạo đạo hằng thì là cô hải xích tới thằng nên duyên còn câu ngộ biến phải quyền chấp kinh lúc thạnh thánh hiền có văn cô cùng một nguyên sái thành thân mà cô không cứng trao chặn kết đôi lòng cô mãi mãi than ôi sinh ra bệnh hoạn nhiều hồi lắm đa chạy ngày cô phải ra ma chết đi bỏ mẹ bỏ cha cõi trần con mà chết trước song thân thì là báo nghĩa báo ăn ở chỗ nào cha già tuổi hạc đã cao nuôi con thì cậy nhờ sao về già làm người muôn việc thảo ba giữ sao cho đến mẹ cha mãn phần mà còn mạnh khỏe tấm thân ấy là báo bổ công ơn sinh thành nếu cô mà muốn nghe nghe rành tôi xin nói hết ngọn ngành cô hay cô là một gái anh tài lẽ nào bó gối phanh tay suốt đời đến ngày quỷ bắt ma mời xương tàn cốt rụi có thời ra chi lựng đều trái phải mà suy nếu cô nghe phải thì đi lúc này đổ nương mới nói như vậy thôi thì sửa sạn mai này ra đi đem theo một mớ xi mi mấy cô này cũng tài lắm bốn thì tùy này là tài dữ lắm tài mới dám tài đạo bà cái vàng lương thực nga mang đi cho nhiều mai này vào cái lúc có buổi chiều quá trang nam nữ đồng đều thẳng xong quá giả trai không à bốn con thị nữ bằng lòng sửa sang hành lý rồi đồng rồi ra đi vợ chồng rồi đổ lỡ hai chi một cái năm có lẽ mới thì hai ra ở chung nhà mà cả năm mà con không gặp con mà cũng chưa hay nữa bởi vì có thị tỳ rồi này kia hầu hạ đó tiểu thơ khỏi hầu hạ đổ nương từ bữa bôn ba theo đường thủy đạo văn hà gia khơi năm nàng cứ việc cái chèo bơi vượt cái dòng hải lý tới nơi đảo này mắt nhìn non nước trời mây chim kêu dưỡng hú cỏ cây mịt mù đây đà giữa lúc trăng thu nước non phẳng lặng mịt mù không ai nàng cùng bốn mãi ra tay cùng nhau dẹp phá gốc gai bịch bùng dẫn đi mé biển giáp dòng nhìn xem phong cảnh thấy lòng chứa chan nghĩ mình một đứa con quan hôm nay vượt biển băng ngàn tới đây một cái thân chọi che chọi chốn này bơ vơ rừng núi cỏ cây không nhà như vậy thiệt cái khổ dữ a lấy chi sanh sống cho qua tháng ngày ắt là chết hết chẳng sai tại vì thị nữ mà bài đặt ra bây giờ bay người không mẹ không cha suối thao bỏ cửa bỏ nhà xong dông ăn trang sanh mẹ đẻ không cần tam tùng lỗi đạo dông ăn tổ đường rõ ràng bay kẻ bắt lương ắt là tao phải bỏ xương rắc người nữ tỳ cả bọn đều cười chúng tôi đây tưởng cô người liệt quanh bấy lâu còn cuối lòn cuối đã đành hầu sao nương tựa thanh danh gái này
Nay nghe cô nói mới hay, thì ra cô có nghe chí tài mà chi thấy cơn thắt ngặt cái là lâm nguy lấy tâm can đảm mới thì an thân. Nơi này đất quý vô ngần, phải nơi nữ sĩ ẩn thân chiêu hiền, muốn cho rạng mặt cái thiền quyên lâm nguy chứ thói tham phiền rầu lo, dù cho muôn việc gây go sống trong cái đói mới cho rạng tài. Không tường mến mặt ném mặt cái nằm gai, vào cát cái ra đài là kẻ tự nhiên sống trong cái cảnh quy quyền, thì là hổ mạch thiền quyên hay là hãy nên can đảm cô à, sống trong cái chết mới là quý cao. Thú rừng chẳng biết là bao, cây rừng có thiếu thứ nào ở đâu, lô lê bình bát mạn cầu, cây rừng trái núi có đâu thiếu gì, khoai lang khoai chuối khoai mì sim đào mít mít ổi. Cô thì thấy chăng chúng ta mặc có sức mà ăn một cái rừng hoa quả, lại săn thỏ mèo, lại còn cắt lại cái hùm beo, hôm nay còn lại cọp beo có bầy dung thân nữ kiệt. Cái đất này chiêu huynh mãi mã dày dày hùng anh, đất lành có mặt nữa gái lành thiếu chi là kẻ lộn hành, lại qua đổ nương liền rồi mới nói qua gia. Nơi này chẳng có người ta đi đường, lời nàng nói thiệt có phi thường, chiêu huynh nó mẻ mã thì lương phải nhiều, xem tường cảnh núi buồn hiu thú rừng nó xé cũng tiêu bọn mình. Nói rồi mãi mã chiêu huynh ta nghe càng nói bất bình lắm hai thai. Thị nữ liền mới nói rằng thế nên cô chẳng biết cái tài bọn tôi, vậy thì cô chớ than ôi làm thinh cứ việc mà ngồi làm sư. Tôi trông có một tiếng tiếng ừ tự cô xuất khẩu thì dư cô à, cô nên ngồi một cái nơi nơi mà chuyện cái gì thì để bọn A Quần làm. Cô là một kẻ siêu phàm, chúng tôi phò hộ đã cam bế chạy tướng cô, bổn mạng sau này sẽ là nữ chúa đủ đầy dinh cơ. Tôi là sẵn trước bao giờ đã thiêu sẵn một hiệu cờ rồi đâu rồi âu, nữ dương là hạng Thái Châu, có bốn quan hầu họ hạng rồng đồng mà tông, Thế Kim Thế Thủy Quan Trong Thế Ngân Thế Ngọc, hai ông qua ngoài bốn cô nào cũng làm quan hết á, Dạ. giả trai mà. Quất cả kỳ màu đỏ mà lâu phai, thêm năm con phụng mới vốn rài màu xanh. Bốn tôi là gái tài lành, ngặt cái gì ít phước phải đành phò cô. Lúc này mình tạo cơ đồ, nếu cô không chịu đưa cô trở về, nhưng mà nay đã lỡ về, cô muốn trở về cũng chẳng biết biết bay chiếc thuyền đi tự tự hởm rài, vốn ở thiền bằng giấy do tài bốn tôi. Cô còn thừa tướng cao ngôi, đức thì có đức tài thôi vô tài, bọn tôi là kẻ tay sai vốn mà không có đức mà tài phép cao, chúng tôi đã muốn từ nào. Bởi vậy con thấy trên vua phải có thừa tướng tài mới giúp nước mới lại. Dạ. Ngặt cô ham của phú hào, mẹ cha suốt đời lẳng quẳng xó nhà, bột cái ràng dưới gối mẹ cha làm gì đổ nương. Nàng mới nói thì hôm nay bốn ả thị tỳ đảm đang, nếu mà trổ phép mà hồng nhan làm sao cho việc cho vẹn đôi đàn ta nghe, đừng làm lỡ đậu lỡ mẹ lỡ cháu lỡ chè thì cái khó mà ăn. Bốn nàng thì có tài năng, cải tên cải họ ta bằng lòng thay, bây giờ hãy khá làm ngay đem cờ nữ chúa treo ngay bây giờ. Mắt cái nhìn gió thổi phất phơ màu cờ hồng đỏ hiện giờ đẹp xinh,
từ đây ngôi thứ phân minh đổ nương cứ việc cái làm thinh một con mình thảnh thơi đổi tên đổi họ tức cái thầy Thế Châu nữ chúa tiệc có vời phương phi thế ngăn thế thủy tức thì hai bên tả hữu hai vị hầu xem thế kim thế ngọc chị em săn hươu bắn nạc bắn nhạn mà đem đi về một hôm đang lúc chỉnh tề bốn bà hầu cận cười hề vui say ngồi trong bàn thạch thẳng ngay bốn cây đại thọ ra ngoài mát thang phúc ở đâu hàng mấy trăm gian từ xa đi đến đằng xa cúi quỳ Thế Châu xem thấy lạ kỳ người đâu mà lại cúi quỳ quá đông lạ thay ta chẳng rõ thông cửa nhà không có người đông quá chừng hay là gặp bọn ma rừng đến ở đây giả một ta đừng có tin nghĩ suy nàng cứ làm thinh đăm đăm hai mắt cứ nhìn không thôi Thế Thủy mới nói cô ơi sao không miễn lễ cho rồi để chi họ đà cuối một bái quỳ chịu không miễn lễ họ thì bình thăng Thế Châu nghe nói mới phan nữ dương miễn lễ chúng văn khỏi quỳ Thế Kim Thế Ngọc nói thì chúng văn hãy đỡ lạ kỳ lắm đa trời xanh năm vị tiên nga hạ sang phú quốc cũng là đã lâu có sao người chẳng đến hầu tại sao di mạng trễ ao thế này chúng dân quỳ tấu như vậy nào hay có vị tiên cô xuống chặn mới vừa sửa soạn đi mặn nương theo hang đá dung thân núi rừng chúng tôi là kẻ chầm lưng tôi thâu phục được quân hầu ha tội đài quan đảo biết cái chừng nào tha mới đây nhìn thấy xa xa ngọn cờ lồng lộng chói là nơi đây rủ nhau đi đến chỗ này thấy tiên giáng thế tôi đây bái quỳ chế nào đâu có biết cái chi hôm qua bị quở quan thì biết bao Thế Châu liền mới nói mau đảo này tất cả có bao nhiêu người Thế Kim nghe hỏi liền cười nữ dương muốn biết số người bao nhiêu nơi đây chẳng đặng có nhiều thiệt thì chả có bao nhiêu cô à tính trong trai gái trẻ già 600 người đủ lẽ ba người này tính luôn cả bọn mình đây 608 mạng đảo này dung thăng bây giờ tất cả chúng dân tiên nga nữ chúa hạ thăng xuống phàm các ngươi quốc tịch đại nam xanh phường dệt xanh phường dệt cưỡi mà làm áo khăn văn lùng thì giỏi ngày săn hãy lo săn bắn kiếm ăn hàng ngày còn người chăn lạp hôm nay hãy lo xây cắt điện đài cho cao các người tự thở hồi nào ở theo cạc đá lại đào làm hang không có tìm điện ngọc cung vàng cửa nhà không có rừng quan nương mình bây giờ lập phủ các dinh phá rừng xây đá tận tình cho xong tạo ra một cái cảnh đền rồng cho ta đặng ở nơi hồng quý cao vậy thì hãy khá mau mau làm cho kiếp ta nào ở yên chúng dân nghe nói làm liền Thế Kim Thế Ngọc coi quyền đốc công cửa thành bốn hướng tây đông dinh cao lộng lộng xây trong cung lầu phá rừng xây cắt cũng lâu rách thì bằng đá lầu thì bằng cây có giường thượng quyển đủ đầy có hồ bán nguyệt có cây bá tòng đền vua chỗ cửa hướng đông thành cao nhờ có đá chồng bốn bên nào hang thạch động điện đền nữ dương cứ việc ngồi trên ngôi trời trăng soi mặt nước rạng ngời làm người do chữ dẫn thời mà ra có người thương mãi phương xa đi ngang phú quốc xem qua vui lòng phúc đâu trời đã trời nổi gió giông thiền buông liền tấp vào trong đảo này nữ dương mới phán như vậy.
Cái ông này nè, ổng chở vàng. Cái nổ chặn dông cái ổng tấp vô đó đó, ổng mới đem vàng bạc này kia, mới nuôi quân lính này kia, cái nọ mới tạo thành nữ vương rồi chú mới là quy nga đó, thành chúa đảo luôn. Ừ. Thiền buôn lại ghé ngay vào đây làm gì, Thế Kim nặng hải mau đi xem coi thiền đến làm gì đảo ta. Thế Kim nghe lệnh đi ra tới nơi, thấy có một cái bà ngồi trong, gần bên lại có một ông xem ra giống thiệt, vợ chồng chẳng sai. Thế Kim cắt tiếng hỏi rằng, ông bà mua bán gian ngay nói rằng, nơi đây là cửa hoàng thành nữ dương, trông cậy không rành hay sao? Thiền đâu mà lại tấp vào, ông bà hãy khá nơi mau coi. À, cái này là không phải mà tự nhiên mà nổi sóng mà tấp này là ông Phật Kỳ Hương á. Ông xây chuyện á không có sao? Ông làm một chặn dông cho thiền cả hai ông vợ chồng này trẻ vàng này chưa tấp vô đây nè. Từ sau ông làm chặn dông cho ông. Ông gì đó. Ông gì mà Hạng Thế Châu lấy làm chồng, ông Sử Văn. Dạ. À, thiền ở đâu mà lại tấp vào, ông bà hãy khá nói mau quay là vợ chồng của lão người thưa qua giống tôi tóc bạc tuổi già răng long, tháng ngày mua bán hay thông dong, vượt đường hải lý tôi không quản gì nào đâu có ngại lâm nguy. Có ông thiền trưởng dẫn đi, đó là ông này thôi đã quá già dẫn tôi đi biển ấy hà chỉnh ghê, ông rằng vượt khỏi sông mê lần đi bến giác mà về cảnh tiên là ông Kỳ Hương đó. Tôi nghe ông nói linh thiên theo ông chồng vợ xuống thiền mà đi nào hay, giông gió bất kỳ thiền đà vào bến tôi đi. Lên bờ nhìn lên thấy ngõ ngọn cờ cụ già đâu mất, tôi chờ đã lâu rồi, ông Kỳ Hương đóng biến mất tiêu rồi. Dạ. Mà không biết cụ đi đâu, vợ chồng của lão chờ âu quá chày. Thế Kim mới nói như vậy, cụ lão vắng mặt là thầy phải không, thế sao lại một chặn dông cụ đà vắng mặt để ông ngồi chờ nghe qua. Tôi cũng ngẩn ngơ, ông bà chờ đợi hỏi giờ đã lâu mà không biết cụ đi đâu, chắc là cụ đã về chầu cung ly. Thôi thôi chờ đợi mà chi, thiền đà cập bến thì đi cho rồi, phải cơn sóng gió dập cái dồi cho nên cụ lão mới thôi đi thiền. Ông về tại dĩ cõi tiên, ông bà xin chớ lo phiền chờ trông, đến đây thì cũng đã thì cũng thông dong. Có vua có chúa xin ông khuôn phò, ông già nghe nói buồn so nên ông làm bộ giả đò không nghe. Bà liền mới nói nè nè cô này, nói vậy ông nghe chăng là xưa mình gặp một cụ già dẫn mình đi đến Maha Niết Bàn, nửa chừng gặp phải tai nạn cho nên thầy tớ lạc đàn rồi đây, ngày nay xa cách nó mặt thầy, may mà mình đến chốn này cũng nên vậy, phiền ông hãy đi lên. Ngày nay mình đã ngồi trên nữ hoàng không già nghe nói, ông già nghe nói thở than nữ hoàng ở giữa rừng quan bà, có ngày ắt phải ra ma lấy chi độ nhật cho qua tháng ngày, sợ con ma đói ra tay. Thì là nữ chủ nằm ngay một mình, làm vua không có quân binh, chơi chơi chọi chọi một mình quạnh hiu, thế mà người tôi bắt cái chín chiều sớm hôm hiu quạnh chim kêu não nùng, áo cơm thì cũng là không, làm vua mà lại trong lòng mà chớm chơn. Bà già mới nói thiệt hơn, xin ông nghe rõ nguồn cơn thử nào, ti mình chẳng đặng phú hào nhưng mà của cải cũng giàu rồi, đa dưới thiền có đủ ngọc ngà, lại thêm lương thực cũng là nhiều thai, cơ trời ti rủi mà mai dông to mà đặng tách có ngay hoàn thành, biết bao là kẻ bất lành chìm thiền giữa biển đã đành mạng dông, mình nhờ
hồng phước tổ tông nên còn sống sót mà không chi chìm thuyền. Nữ dương ở giữa đảo, đảo quan không có lương nuôi sống cho an mãn người, mình ra của đó của có mấy người mà nuôi đặng một mạng người cao nhân cũng là Bồ Tát sát trần, cho nên mới có sức thân chốn này. Ông già mới nói như vậy, bà nói như vậy, tôi rầy bà đa mai sao gặp lại cụ già. Ông rầy mình quấy biết là nói sao, vậy bà hãy khá mau mau xuống thuyền đi tới động đào Hoa Liên, ở đây đeo đắm một trần duyên, danh danh lợi lợi tước quyền bận nhơ. Thế Kim nghe nói ngẩn ngơ, vợ chồng cụ lão còn khờ lắm thay, cho nên nó không biết không hay. Thầy ông bị gió thổi bay đã rồi, bây giờ ông ấy chẳng nghe tôi, xuống thuyền sóng dập gió dầu ngoài khơi thì là ông phải chơi vơi, không bờ không bến không nơi dựa vào thì là ông biết làm sao. Áo ắt ông phải chết, có nào mà sống đâu, sao ông không rõ nhiệm màu. Mấy phút rồi mày? 45. Tập nhà Trang nữa thôi. Dạ. Thả thuyền ở giữa biển phải sầu đó ông, gần ở đây đến tiết đông phong, trời cho gió lớn chắc ông quên rồi. Tuy là nữ chúa của tôi khai quang bán đảo chỗ ngồi mới yên, dù cho đông đảo khắp miền nơi này nữ chúa chỉ yên ông à. Nghèo mà sống với rừng già, chờ nuôi tôi xét cũng qua tai nạn, lập xong các ngọc đại vàng thiếu chi của báo muôn ngàn. Tướng binh lúc này chỉ có một mình con buồn, cơn buồn thì để mắt nhìn trời mây, nào ai có mà có ở đây. Phần nhiều là đá dưới cây núi rừng, bà già nghe nói vui mừng. Ông ơi, ông hỡi xin đừng cãi tôi, mình đây công đức nhiều rồi, còn một hồi nữa thì rồi đó ông. Nếu mà mình chẳng có xong, lẽ nào mà lại bỏ công những ngày. Lúc này nữ chúa mở khai, mình nên phù hộ giúp rài nữ dương, chừng nào đến lúc thỉnh đường thì tên lịch sử đầu chương là mình. Hội này mà chẳng tặng tình thì sao công quả của mình bao lâu. Xin ông hãy khá tặng tâm giúp cho nữ chúa khai lâm lập thành ra công. Tôi sẽ để dành lương tiểu trợ giúp sao thành quý cao, của trần quý báo là bao. Nếu mà trần có phước hùng hồn giàu cung may, nếu mà không làm phước kiếp này kiếp sau ắt khó gặp thầy đó, đó ông. Ông già nghe nói bằng lòng giúp thì cả của lẫn công đó bà. Nói rồi chồng vợ buông ba, Thế Kim mới dẫn lên tòa nữ dương. Thế Châu liền mới phân tường, ông bà quê ở Hàng Phương mới vào, bà già liền mới nói mau hôm qua chồng vợ mụ vào nơi đây, nữ dương đến ở nơi này làm vua, với đá với cây chăng là lấy chi đổ nhật cho qua. Thế nên nó phụ mụ phải đến mài giúp vô, mai sau nên nghiệp cơ đồ thì tên của mụ sẽ vô bản vàng. Nữ dương liền mới văn toàn, bà đưa tôi đặng dặm tràng ấy chăng, dù sao phước chí hay lai tăng tôi ở đây vẫn nhớ gốc căn nước nhà trước ngày. Làm ơn bà hãy trở quay về bên xương quắc kiếm trai tật nguyền, bà đem chúng nó xuống thuyền đến đây tôi có chỉ chuyện bà nghe. Bà coi sao trước dám que, nghe dân chân lạp vô gian nói cười, ở đây ba bốn giống người ai nói ai cười khó hiểu tiếng nhau. Bà già nghe nói nghe mới nói mau, làm vua mà lại trước sau một mình như vậy ai có nhẫn nhịn. Dù cho tài trí thông minh mặc dầu
nào ai có phục có mình đâu, phục có là người phục công hầu vua cha, phục có người tiền bạc hằng hà, cớ sao cờ sao lồng lộng mà bàn tay không, để tôi xin lãnh đầu công. Thì tên lịch sử vốn không mất phần, thế kia mới liền mở phân trần, nữ dương tôi chẳng có cần. Giang đông tánh là người vui cảnh núi sông, một có người vui thú tấm lòng sơn khê, không ham vui cảnh phu thê. Quy quyền chức lớn chẳng hề lưu tâm, tôi e bà phải lạc có lầm, nên tôi mới nói bà tầm và coi. Nếu ham mà giàu có hẳn hồi thì theo họ chế quyền coi binh tình, đừng đứng ở đầu trong việc cơ binh, chức làm nguyên soái triều đình xiêm bang, mà cô tôi chẳng có mạng vui bầu trời đất. Thanh nhàn biết bao phải chi ham cảnh có giàu, thì bà có việc ở chào vua cha, tôi xin nói rõ với bà. Cô tôi là kẻ lánh xa tước quyền, giấy chờ sống lặng gió yên, mây tan mưa tạnh. Mặt cái tiên lộ hình, người vui non nước phụ tình. Tì bà đàn quản chán quỳnh đêm sưng, lòng phàm nghe đến dững dưng, người sai sai mãi biết chừng nào thôi. Bà già nghe nói hỡi ôi, tôi đây tôi nghĩ phận tôi cũng sầu, nghe rằng bà hạng Thế Châu có cây đờn quý để thôi nhân tài từ lâu cho đến ngày nay, trong giữ trong ngoài nào có đờn đâu. Thế Kim nghe nói lắc đầu, chừng nào biến quá nương dâu mới đờn, biết bao kẻ tuổi người hờn, bàn phổ tiếng đờn non nước chẳng an bằng an. Có đâu gây cảnh tóc tan, xem người tương sát tương tàn với nhau, thấy mà tôi cũng ngán ngao. Nói ra thì sợ ngôi sao vỡ rầy, ngôi cao vỡ rầy, võ văn bà có đủ đầy. Nhưng mà đang giữa bữa này loạn ly, một mình một cõi biên thùy, không nên dẫm tướng cũng nguy di, cũng vì tiên cô. Còn phần tạo lập cơ độ vốn của tôi chí quyết, bảo cô phải làm thật, thì cô chẳng có ham giặt cái chất của phàm, hứa chẳng đánh sai. Bà thì có của xây xài, bà nên ủng hộ. Đến ngày chung quy, bà già liền mới nói thì trường đồ mã vực mã lực mới chi đó là tôi thì tuổi lớn sức già, muốn tên lưu hậu nhờ bà mai sau, nên tôi mà có công lao hứa rằng tên sẽ lào lào sử sanh ra công dưỡng lễ xây thành, tiếp tay nữ chúa để dành phước duyên Thế Châu vàng mới phản liền. Khó mà kiếm kẻ lương hiền trung can, từ tôi lìa nước xiêm bang, băng rừng lượt cái biển, vừa cái biển tìm đường tới đây, chi là có một người này là người trung nghĩa, đủ đầy lòng nhân. Vậy thì bà khá ra cùng tôi lo việc xa gần cho xong, đĩa nghiêng lại giới bút lông, tờ biên lịch sử ghi công cho bà. Bà già giả giả lui gia xuống thiền về nước Simla nổi ngày, lo tìm lương thực đủ xài, lo chim lo chiêu binh bộ binh mộ, chọn tài sĩ nho. Ông bà ra sức tan lo, Thế Châu đem đem vắng nhỏ to lưỡng bàn, tuy là ta đặng thăng an, còn lo một nỗi gian nan sau này. Kiếp người không sớm thì chạy, để nào bề nào cũng phải bỏ thay một lần. Người sanh trong cõi thế chẳng, làm gì cũng chịu một lần tự ly. Nay ta nhớ lại những khi hiện giờ là cảnh sanh ly não nồng, nhớ cha nhớ mẹ mũi lòng, một năm đăng đẳng đợi trong mỏi mòn, đã đành lỗi đảo làm con. Ta muốn về nước cho tròn thủy chung,
Ở đây non núi lạ lùng, biết rằng người có phục tùng hay chăng? Chỉnh e có kẻ làm nhân thì là nhiều đạn khó khăn gặp hồi. Thế Kim mới nói: bà ơi, làm vua như vậy có rồi đâu đâu. Tên bà là Hạng Thế Châu. Thế Kim này là sao mới ẩm công tử con của bà chú đảo rồi đi về, mới là ưng có ông Mạc Cửu đó. Mới đầu là bà chú đảo bà không chịu phải không cô sao? Hả? Mới đầu là bà chú đảo bà không chịu lấy phải không? Bà chú đảo bà đâu có chịu ông Sử Văn, bà dạ. Ông Kỳ Hương ông xuất hiện, ông nói nếu mà không làm vợ ông Sử Văn 15 năm này thì kiếp sau phải làm vợ 100 năm nè. Dạ. Bà mới chịu làm vợ ông Sử Văn đó, 15 năm sanh được cái ông Thái Tử đó. Rồi sau này bà chết rồi, bà nhảy xuống bờ gành bà chết rồi, cái Thế Kim mới ẩm gì vừa chờ vừa bển mới gặp ông Mạc Cửu đó, ông mới cưới của Thế Kim nè. Dạ. Rồi mới ra là con Sử Văn đó, ông mới là làm con, ông đặt lên Mạc Thiên Tứ đó là con nuôi đó, chứ đâu phải con ruột đâu. Bởi vậy cái tích này vì ba không giết gia thì tấu hù có ai biết ông Mạc Thiên Tứ là con nuôi Mạc Cửu đâu. Vậy là những người kia người ta làm tưởng là con ruột hả cô sao? Thì ai cũng nói con ruột không chứ đâu có ai biết, nói gì ba không giết cho cuốn này. Dạ. Không ai biết con nuôi nha. Chữ nhỏ tôi đọc viết không mỏi mắt quá mẹ ơi. Đọc trang nữa đi cô sao? Một vị nữ chúa đứng đầu chúng tôi mà bà ngày dũng cảm lôi thôi, làm sao dìu dắt chúng tôi đó bà? Thử xem thiên hạ bao la mãi quỳ dưới gối mẹ cha, ngày ngày có người nào đặng thành tài tình thương nhỏ mọn phô bày chúng chê, làm sao khỏi tiếng nhúng chề, đừng cho người thế thị chê mới là. Thế Châu liền mới nói ra cơn buồn gặp lúc nhớ nhà thở than, hồi nào tướng gấm màng lan tiểu thơ các ngọc con quan đại thằng, nay đành xa cách sông thăng bây giờ non nước chịu phần đắng cay. Thế Kim nghe nói thưa rài, xin bà đừng có đắng cay, bà à, sống làm một kiếp người ta, ai ai cũng có lúc hòa lúc ly, nghĩ nào than thở mà chi, dẹp nguồn nhớ tưởng hãy thì hãy đi tìm thầy sách ghi, ở cái đảo này thường năm xuất hiện bóng thầy Kỳ Hương, lỏng Kỳ Hương đó. Ông này có đủ văn chương dạy người nhân thế đủ đường cao siêu, lúc này gặp cảnh buồn hiu nên tìm ông ấy học nhiều phép hay. Phúc ở đâu Thế Ngọc thưa rài, có ông cụ lão ở ngoài bước vô lỏng ra. Yeah. Bảo rằng đến nhận hai cô nhập môn học đạo Nam Mô cho rành, nếu cô mà muốn tu hành quy y với cụ sẽ thành tiên Nga. Thế Châu liền mới nói ra vậy thì mời quyết cụ già vào đây, ta xin nhận cụ làm thầy, nhờ cụ dẫn dạy những điều phép tiên. Thế Ngọc của nàng mới thưa liền, muốn đi mộ đạo thần tiên tu hành thì bà phải có lòng thành. Ra mà rước cụ mới đành lòng cho, chứ mình là đạo học trò để nào phán lĩnh truyền cho đi vào. Thế Châu nghe mới đi mau thỉnh ông cụ lão đi vào cung sơn. Tới nơi cụ gọi hỡi con, chẳng là kẻ tạm, con còn nhớ không, đã sanh phận gái má hồng, làm cho danh dạng núi sông mới là, các con là gái màu hoa, nghe lời ông dạy mới là thành danh, nói cho con đặng rõ rành, các con cần phải tu hành thẳng ngay, chẳng là cõi tạm chẳng sai, cũng như là ông Kỳ Hương này ông dạy ông Đình Ái với ông mà chẳng trình đó. Dạ. Cũng Phật Kỳ Hương này nè. Mình mang thân xác đợi ngày lâm chung, một mai số mạng đã cùng linh hồn có đặng rủ rung, chăng là hai con phải chịu đã xa do phần xác thịt tạo ra tội tình. Muốn không oan nghiệp chúng sinh, con nghe thầy dạy giữ gìn hiếu cha, thầy người đi di đạo ta đi dạo ta bà, thấy con hiền đức thầy mà tới đây, con còn có một kiếp này về nơi tiên cảnh tạo nghiệp quan tạo rồi phải mang con à, làm sao
thoát khỏi ái hà, nghiệp của người càng tạo càng xa. Âm tỳ con là phận gái hay nữ nhi, bỏ cha bỏ mẹ mà đi xa đàn. Lấy ai dạy khéo và dạy ngoan, lấy ai xem xét cho chu tàn cho con. Nếu con mà muốn dạn tròn cha sanh không có thì còn cha nuôi, song thân thì ở xa xôi thì con hầu hạ cha nuôi cũng là cha nào cũng vậy con a. Dù nuôi hay đẻ cũng là cha của mình. Nếu con mà có nhận nhìn thì ông đây sẽ hết tình khuyên răn. Dạy con biết đủ đạo hằng, dạy con thấu rõ gốc căn tùng hoàn, dạy con biết rõ nguồn cơn. Thầy đây là Phật Vũ Sơn con à, thầy Vũ Sơn Kỳ Hương đó. Thế Châu nàng mới thưa qua con xin nhận cụ làm cha phụng thờ. Sát phàm con quá dạy khờ, khéo khuôn muôn việc con nhờ phụ thân. Nặng mang xác thịt cõi trần bơ dơ bể thảm, biết lần đi đâu uy danh là hạng thế Châu cõi trần. Sao quá thảm sầu tư lương, thân danh quận chúa đổ nương. Con người quốc tịch si mê dương bấy chày, hôm nay đi đến đảo này dốc lòng cơ nghiệp với dưỡng gầy hậu lai. Quyết sao gái chẳng thua trai, tự như lòng muốn đổi thay trở về. Ngặt cái gì công khó nặng nề, bốn cô thị nữ chẳng hề muốn đi. Con là quận chúa cao phi cao kỳ, nghe lời bốn ả thị tỳ mà ra nay đã xa mẹ xa cha, nên con rất nỗi nhớ nhà từ thân. Xin cha dụng một có phép thần cho con trở lại hiệp gần cội thung cội nguyên, nơi này non nước lã miền. Tuy làm nữ chúa lòng phiền lắm thai, lo trong rồi lại lo ngoài nhắc mắt công đội mão thắt đai thiếp vàng. Lên rừng còn mắt cải trang giả làm nam tử, một cái chàng thư sinh đi ra nào ngựa nào binh, gồm bao nhiêu chuyện bực mình cha ơi. Lâm chào đến buổi ngồi ngôi thì quan tả hữu lại ngồi hai bên. Nếu con một tiếng nói lên thì hàng gian võ hai bên cúi đầu, uy quyền của hạng Thế Châu phán ra tiếng lệnh thì đầu người rơi. Hôm qua con trẻ lỡ lời ăn năn đã muộn tội trời phải mang. Có người chăn lạp đi ngang, người này trai trẻ chưa tàn lễ nghi. Con chuyện nho sĩ tức thì chém đầu cho rảnh để chi bận lòng. Lời con nói mới vừa xong tự nhiên nghe tiếng thinh không giả dền, đầu người chăn lạp rớt ba lên máu ra lai láng trước cái đền mà ghê. Bốn con thị nữ cười hề như vậy, ngôi chúa ắt về Thế Châu cho nên thần thánh rồng trầu vô di võ tướng chém đầu chàng trai ha. Này tướng này vô hình, có thấy không? Mới cái gia lệnh cái là ông này cũng rơi đầu liền á. Dạ. Cùng nhau bọn nó cười dài thấy mà con bắt cái Châu mày cha ơi, như vậy chẳng có xong rồi, làm vua con chắc tội thôi chắc chồng. Con đây hết sức não lòng nói lời như vậy, con không có nói mà. Ngày nay con trẻ gặp cha xin cho con trở lại nhà từ thân. Trước là chọn đạo di thần, hai là con trẻ báo ăn tổ rượng. Ở đây mang hiệu nữ dương, mai sao cha chết lửa hương ai thờ. Tuy con là gái đào tơ vô nam dũng nữ phụng thờ song thân, mai sao cha mẹ lìa chàng có con kiến tạo mộ phần mẹ cha. Nghĩ si con nhớ quê nhà, làm người có mẹ có cha có mình, sanh nhờ mẫu huyết của phụ sinh tạo ra xác thịt nuôi mình lớn khôn. Trời ban cho có linh hồn sống trong vũ trụ càng khôn một bầu. Thế ngăn thế ngọc lắc đầu, nữ dương nói vậy thì đâu có rồi. Cụ giùm xác lại khúc nôi, chúng con là đạo làm mà tôi thở giờ bấy lâu hầu hạ tiểu thơ. Khi không có bảo theo thờ nữ dương, chúng con là kẻ nhiễu nhương nào đâu. Tự có
nào đâu có biết cái từ đường nguyên nhân. Cô là con của đại thần bảo sao thì bọn con mặn cho y đạo làm tỳ tỷ tắc phải tỳ. Bảo đâu hay đó dám thì cãi sao hôm nay cô muốn hồi ngồi cao. Quy mô nữ chúa đạo tạo đào nơi đây tự cô đi đến chốn này. Đổ thừa cho bọn tôi đây lắm lời cô là quận chúa tuyệt vời. Ngôi cao mà nói nghe lời tỳ nhi. Nói sao quá lạ quá kỳ. Cụ dùm xét lại coi thì tại ai hôm qua chết một cậu trai. Tại cô xuống lĩnh chém ngay mạng người chúng tôi chưa kịp dâng lời tự nhiên ở đầu gãi lại rơi khỏi mình. Lời cô quá thật là lên một cái tay sát tướng thần binh của à. Gái thường dù có nói ra làm sao đứt cổ người ta như vậy, cũng như là hồi đó ông Lý Thái Tổ ông cũng còn nhỏ trong tập binh đó. Dạ. Ông nó cũng rình coi ông nói cái rơi đầu đó người ta tránh gì Dương mà. Bên Du Di mà rơi đầu thiệt hay hơn cô sao? Du Di thấy rào điệt đúng không? Chúng mà tôi chưa kịp dâng lời tự nhiên đầu gãy lại rơi khỏi mình. Lời cô quá thật là linh. Một tay sát tướng thần binh của à, gái thường dù có nói ra làm sao đứt cổ người ta như vậy. Lạ lùng mà cho cái cô này. Gái xiêm nhiều gái sắc tài đang trang sao cô không có. Sao không có vẻ nữ hoàng. Bị trai chiêu ghẹo phải mang tâm tình ít lâu kiết tử trong mình. Cuối lòn dưới chướng vui tình phu thê. Còn cô khác hẳn mỗi bề. Mặt cái đa chúa tướng còn chê không đành. Gái này là gái liệt quanh. Thằng binh ủng hộ xây thành đã xong. Chúng tôi xin bẩm với ông. Xử sao cô xử cho xong vụ này chứ còn cả bọn tôi đây. Theo hầu dưới chướng bị rầy luôn luôn khi máu nóng hẳn buồn. Ác ngôi nữ chúa thêm tuồng gắn gây. Vũ Sơ nghe mới nói rài những lời nói đó. Cả hai cũng là Thế Châu con hãy nghe cha. Số con thì phải xa nhà tự than trời sai con xuống cõi trần. Xa nhà thì mới lập than sau này con nên nghe dạy. Làm một khuây hôm nay con đã có thầy giáo khuyên chừng nào bỏ xác tiền quyên. Linh hồn thông thả về miền Tây Phan lúc này xác thịt còn mang. Nhớ là con chớ lệnh chàng giết ai. Vì con có lệnh chờ sai. Chư thần ủng hộ hơn 2.000 người quá thế à. Luôn luôn vui vẻ tươi cười. Con thấy người ở trên xuống. Như Phật Thầy Tây An xuống cũng theo hầu tùm lum chân lớp quỷ theo khóa. Dạ. Không nên buồn bã để người phải lo. Dù bao nhiêu kẻ dạy dò thì con ngậm miệng. Phú cho đất trời con đừng giận dữ. Con ơi nói ra một tiếng lỡn lời. Khó à nếu con mà cứ nhớ nhà. Hôm nay con đã có cha đây này. Cha xin con hãy làm một khuây vui lòng mà con ở. Chốn này cho an. Hằng ngày đức hạnh dầu và trang thần lương mới đặng nhẹ nhàng hồn linh. Mang sao dương vắng chữ tình thầy khuyên con chớ liều mình con ơi. Chữ dằn quả phước do trời. Nói đây thầy nói để đời hậu lai sau này có một cậu trai từ bên Trung Quốc lạc lại đến đây là ông Sử Văn đó. Dạ. Quan gia kiếp trước tạo gây. Thì hồi bỏ đi đó. Ông này là ổng là ông quạt gió. Ông đi theo xuống này đó. Mắc cười. Quan gia kiếp trước tạo gầy với con thì gã kiếp này hoàng nguyên đã là sanh phận thiền quyên xin con phải trả cho yên mới rồi số con với gã nên đôi 15 năm chẳng
mới rồi đó con. Dí dầu có lộn ở vòng tròn, đi vòng mé biển vẫn là còn cù lao. Câu này mày ưa hỏi nè. À. Mai sao? À, biến cái sự thế nào? Khư khư oanh liệt cái má đào đảm đang trả rồi một cái sợi dây quan thì con phải mang, phải mang sau này. Nếu con mà chẳng nghe thầy chỉ không tránh khỏi sợi dây quan tình ấy là mình buộc lấy mình. Thầy đã nói trước tặng tình con nghe, sau này nhiều chuyện éo le. Dù sao con hãy giặt dè con ơi, chớ con có mạng lĩnh trời. Đừng bia miệng thế người đời con nghe. Nói cho con rõ gần xa chuyện cần. Thứ nhất con mà phải dưng. Gặp vui con chớ nên mừng, gặp có cơn đau khổ cũng đừng thở than, lúc nào cũng cứ nghiêm trang. Tỏ ra oanh liệt nữ hoàng quay nghiêm. Nói cho con biết con tìm. Nói cho con rõ những điểm xa xôi, nghe lời cha dạy con ơi. Con nghe cha dạy gặp má hồi thảnh thơi. Bảo con mà chẳng nghe lời hồn. Con sao bị lĩnh trời đã xa. Cõi trần là cõi thiết tha, đã con phải khổ đến già trăm năm. Kiếp này con đã khổ thầm nhưng quyền cao, cả ăn nằm sơ xa. Nó không trả kiếp này kiếp sau tới đã tới trăm năm. Cô Sáu, cái hiệu mà Bủ Sơn Kỳ Hương là dịch ra làm sao vậy cô Sáu? Bủ Sơn Kỳ Hương thì các hiệu ổng Bủ Sơn Kỳ Hương biểu dịch sao nó giờ? Bủ Sơn Kỳ Hương, con không hiểu cái từ... ông Bạc Kỳ Hương đó. Dạ. Yeah. Vậy ta Đức Quỳnh cái chỗ ông nói đó. Ông luôn làm quan mà ông đi tu đó, thẳng thơ lại gặp Đức Thầy Bủ Sơn đó. Dạ. Yeah. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn. Động lòng bác ái dễ ơn dễ truyền, thấy điên tâm tánh quá thiền. Dạy cái nội trong sáu khắc mà ông biết liền thiên cơ đó. Ừ. Vậy thôi tới đây. Ngừng ở đây đi rồi. Muốn qua tiếp nữa thì tiếp theo. Chứ cái cuốn này còn tới hai cuốn này, cuốn nữa. Dạ. Chuyện này còn dài vậy lắm. Cuốn này quá hay luôn cô Sáu ơi. Tích nữ chúa, nữ dương, con thấy người ở trên chợ xuống không, con thấy em chứ phải người dưới này đâu. Dạ. Bởi vậy quan tướng dưới này cũng người bề trên xuống không à. Mà xuống này là mê trần nhiễm trượt là hoại đó chứ không có gì chứ. Dạ con cảm ơn cô Sáu và con thay mặt khán giả cảm ơn cô Sáu rất là nhiều. Và kênh Tùng Nguyễn Miền Tây mến chào quý cô chú và hẹn quý cô chú ở clip sau là Tình Sử Hạng Thế Châu của dì Ba phần 2. Xin chào tất cả mọi người ạ.